Theo bài viết trên báo Tiền Phong, Việt Nam hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các nước có ngành công nghiệp bán dẫn. Vì vậy, theo phó thủ tướng Trần Hồng Hà, việc nhanh chóng xây dựng đường đội ngũ nhân lực chất lượng cao có chuyên môn sâu về vi mạch bán dẫn được cho là bài toán mấu chốt, là cơ hội cũng là thách thức lớn nhất để Việt Nam phát huy tốt tiềm năng. Tuy nhiên, việc đào tạo cần có tính toán dự báo dựa trên tín hiệu thị trường, tránh phát triển nóng, tràn lan trong thời gian ngắn những ngày qua một số nơi ở khu vực đồng bằng sông cửu long có mưa thế nhưng theo ghi nhận trên báo tuổi trẻ tại huyện u minh và trần văn thời các dòng sông vẫn cạn khô nước và trơ đáy Nắng hạn còn làm vùng ngọt duy nhất của tỉnh Cà Mau xuất hiện hơn 600 điểm sạt lở, sụt lún đất, giao thông tê liệt, sản xuất đình trệ, hàng nghìn người dân thiếu nước sử dụng. Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Cà Mau có khoảng 2.600 hộ dân đang phải đối mặt với cảnh thiếu nước sinh hoạt. Một số hộ dân dùng nước ao đìa kênh rạch để lắng lại, tắm giặt và mua nước từ nơi khác trở đến, bán với giá từ 40.000 đến 50.000 đồng một mét khối để ăn uống. Theo thông tin trên báo Nhân dân, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay diễn ra trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa tăng cao, phần lớn du khách đã chuyển sang di chuyển bằng tàu hỏa ô tô. Theo các chuyên gia, trước tình hình suy thoái kinh tế kéo dài, chi tiêu dành cho du lịch của khách hàng sẽ ngày càng được cân nhắc kỹ hơn. Khi giá vé máy bay chưa thể hại nhiệt, ngành du lịch cần quan tâm nhiều hơn tới xu hướng du lịch đường bộ, đường sắt, đường thủy. Đồng thời đòi hỏi những người làm du lịch càng cần linh hoạt và sáng tạo trong triển khai xây dựng sản phẩm, kết cầu du lịch, cũng như lựa chọn phương thức xúc tiến quảng bá phù hợp để tiếp tục thúc đẩy được hoạt động du lịch trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động áp lực từ quá tải công việc thu nhập thấp điều kiện làm việc khó khăn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiều y bác sĩ xin nghỉ việc dù đã có một số giải pháp, song theo bài viết trên báo Nhân dân cuối tuần, những bất hợp lý trong cơ chế chính sách còn tồn tại, khiến cho đội ngũ nhân viên y tế chưa an tâm phục vụ, làm ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, nhiều kiến nghị đề xuất cần nâng mức lương cơ bản của các bác sĩ điều dưỡng và viên chức làm việc trong ngành y nói chung, đồng thời bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Mobile Money là tài khoản thanh toán qua mạng di động, khi ý tưởng phát triển mobile money được đưa ra, nhiều người đã dự bóng một tương lai bùng nổ của loại hình chi tiêu này. Thế nhưng theo phản ánh trên báo Hà Nội mới, với sự phát triển đa dạng của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay, mobile money có vẻ đang bị lép vế. Các chuyên gia nhận định mobile money khó cạnh tranh với các dịch vụ ngân hàng số đang phát triển như vũ bão, nhất là trong và sau thời kỳ dịch Covid-19. Hiện nay, ngân hàng số còn xây dựng và phát triển hệ sinh thái số đa dạng, đa tiện ích và an toàn, đem lại lợi ích tối đa cho người dùng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với các ngành tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hơn 700 học sinh, sinh viên đều chăm chú lắng nghe các nhân chứng kể chuyện, sôi nổi hứng khởi với phần giao lưu và cuộc thi tìm hiểu lịch sử. Bài viết trên báo của đội nhân dân khẳng định giới trẻ hiện nay không hề quay lưng với lịch sử, truyền thống của dân tộc và việc bồi đắp cho thế hệ trẻ cũng không quá khó khăn, chỉ là bằng cách thức nào để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ mà thôi trải qua nhiều giai đoạn cải cách phương thức giáo dục cải biên sách giáo khoa thì nay ngành giáo dục nên thay đổi cách truyền đạt kiến thức lịch sử để bắt kịp xu thế đúng độ tuổi và cấp học